Tại một nhà kho, hai băng đảng đang thực hiện một cuộc giao dịch tiền tỷ. Ngay khi chúng rời đi thì một chiếc mô tô đã đuổi theo ngay phía sau, không được bao lâu thì đám trên xe cũng đã nhận ra vấn đề. Người lái chiếc mô tô đã lao lên phía trước và thả ra một chiếc hộp, thảm gai được trải ra bất ngờ khiến băng đảng kia không kịp trở tay. Người lái mô tô sau đó lùi lại để bắn vào chiếc xe còn lại, địch cũng buộc phải bắn trả nhưng sự lạng lách này thì một viên cũng không trúng nổi. Mô tô sau đó đã bắn nổ lốp xe sau cùng và bám tới chỗ chiếc xe của tên trùm. Anh ta bám vào xe nhưng do đến ngã rẽ nên phải buông ra thấy có đường dốc nên anh tận dụng nó để nhảy xuống ông trùm sau đó được đưa đến một nhà kho và cũng không thể ngờ là đồng đội của người lái mô tô đã cải trang thành tài xế ngay từ đầu cả hai bắt ông trùm vào nhà kho cả hai sẽ thẩm vấn ông ta nhưng ông ta vì muốn sống nên cố hối lộ cả hai nhưng tóc vàng cho biết anh bạn này rất nóng tính nên khai gì thì khai cho hết ông ta nói bản thân chỉ nhận chỉ thị từ cấp trên và ném điện thoại ra nhưng chưa kịp kiểm tra thì tóc vàng nhận được cuộc gọi báo tin là con gái bị ốm nên chất vấn thằng bạn là hồi sáng đưa con đi học mà không kiểm tra kỹ Cả hai cãi nhau thì ông trùm sen vào nên bị bắn bỏ vì tội lắm chuyện. Cả hai sau đó tức tốc chạy về để đón con. Cả hai đã sống chung với con bé kể từ tháng 12. Và câu chuyện bắt đầu từ lúc vài tháng trước. Anh trai tóc vàng đây là Kazuki, anh có một cuộc sống cũng khá bình thường. Sáng thức dậy ở nhà một cô gái và sau khi sửa soạn lại đồ thì lên đường về nhà. Anh vừa đi vừa ngáp và khi về đến nhà thì phát hiện nhà chẳng khác gì cái chuồng lợn. Tất cả là do anh bạn sống cùng nhà là dây bày ra dây đã thức cả đêm để chơi game và lười đến nỗi đồ ăn làm sẵn trong tủ lạnh còn không biết lấy ra hâm lại mà ăn kazuki còn phát hiện dây mang một con mèo về nuôi và nghĩ là chỉ cần mua đồ ăn cho nó là chăm được kazuki biết đứa bạn sẽ không chăm được nên sẽ trả con mèo về chỗ cũ kazuki đã bỏ nó lại bên đường và hy vọng nó sẽ kiếm được người chủ tốt và còn cho nó một cái khăn để giữ ấm kazuki sau đó về dọn dẹp lại nhà cửa và nấu đồ ăn lúc ăn chung kazuki nhận thấy dây có vẻ còn giận vì vụ con mèo anh cho rằng công việc của cả hai rất trông gai và có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nên nếu có ý định thân thiết với ai thì đừng có làm nửa vời như vậy. Kazuki hiểu rõ việc đau thương là như thế nào vì anh từng có một người vợ và một đứa con chưa chào đời. Kazuki sau đó đã đưa ra thông tin về mục tiêu tiếp theo của họ và bảo dây chuẩn bị dần. Cả hai sau đó đi mua sắm để chuẩn bị cho Giáng sinh. Kazuki sau đó đến gặp Ryu, có thể xem Ryu là sếp của cả hai. Ryu gửi tiền công và Kazuki vẫn để lại một phần nhờ Ryu chuyển đi. Ryu không chắc là cô ấy sẽ nhận và khuyên Kazuki nên quên người cũ mà tìm người mới. Kazuki sau đó đi ngang qua một sòng bạc và vì là khách quen ở đây nên mấy cô em đã kéo Kazuki vào chơi. Anh vào chơi và quyết định tất tay và lúc trở ra thì còn mỗi bộ đồ. Lạnh lẽo đi về, Kazuki không biết con mèo đó giờ ra sao nên đã đi kiểm tra thì có vẻ con mèo đã được ai đó nhận nuôi. Lúc trở về nhà, Kazuki cùng dây đã bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Kazuki cho biết mục tiêu lần này của họ là một kẻ có số má trong thế giới ngầm và chuyên về việc buôn người nhưng tối nay tên đó sẽ tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn lớn chỉ có một thang máy để lên đó và được canh gác bởi mấy tên máu mặt nên cách duy nhất đột nhập là thông qua một cách vì cô vợ rất thích bất ngờ và đồ ngọt nên kazuki đã làm sẵn một cái bánh để mang theo anh sau đó vào từ dưới hầm cùng cái bánh và mang đến cầu thang máy bảo vệ không nhớ là có đặt bánh nên kazuki lấy điện thoại ra để gọi bà chủ nhưng bà chủ này là do ryu giả giọng nên kazuki đã dễ dàng qua mặt nhưng một cô bé lại thích thú với cái bánh mà chạy thẳng vào trong thang máy kazuki báo cho dây và quyết định phải hùa theo cô bé có vẻ thích bánh nên anh cho cô bé ăn thử và hạnh phúc khi được khen ngon cô bé nghĩ kazuki là ông già noel thật nên muốn anh thực hiện điều ước cho cô bé được gặp lại bố kazuki đã bảo cô bé ngoan ngoãn nghe theo thì anh sẽ giúp cô bé gặp lại bố nhưng thang máy vừa lên thì cô bé đã chạy ra làm bảo vệ cảnh giác với kazuki dây buộc phải bắn chết hai tên bảo vệ để tránh bất chắc kazuki đã đuổi theo cô bé và bảo vệ cô bé khỏi súng đạn dây đã lao ra để xử đám bảo vệ và xông vào bên trong anh chạm mặt mục tiêu cần trừ khử và gây náo loạn trong này cô bé lại tách khỏi kazuki và vì địch vẫn còn nổ súng nên dây và kazuki buộc phải nấp sau bàn để tránh cô bé đó thì đã bị mục tiêu bắn làm con tin nhưng dây có thể xử lý được kazuki vì muốn cô bé an toàn nên đã hất đồ ngọt ra và dùng khay chắn đạn lao lên anh tự nhận bản thân là bố của cô bé tên cầm súng bị bắn hạ và dây cũng bắn vào chân mục tiêu để cô bé nhảy xuống khi cô bé đã an toàn thì dây kết thúc nhiệm vụ bằng một phát súng và bắn vỡ kính để xuống trước còn kazuki thì thay đồ và cùng cô bé trà trộn vào đám đông để ra ngoài Cả hai sau đó đưa cô bé về nhà luôn. Và dây thấy ghen khi bản thân không được nuôi mèo mà Kazuki lại được nuôi trẻ con. Nhưng Kazuki phát hiện vấn đề còn lớn hơn. Sáng hôm sau, cô bé Miji đã đập cửa gọi Kazuki. Anh vừa dậy và chưa hiểu cái mẹ gì thì cô bé đòi đi vệ sinh nên anh phải mang cô bé vào phòng vệ sinh gấp. Nhưng cô bé không với tới nên anh phải giúp từ A đến Z. Kazuki sau đó đi làm bữa sáng và Miji muốn được giúp. Nhưng anh không cho khiến cô bé dỗi mà tự đi lấy ghế để trèo lên. Cả hai làm ồn nên dây cũng phải thức dậy. Vừa hay có dây ở đây nên Kazuki đùn Miji cho dây trong chừng, làm bữa sáng xong thì Kazuki bắt cả hai phải mời trước rồi mới được ăn. Anh thấy có con nít trong nhà cũng khá phiền thật, nhưng họ không thể bỏ rơi Miji vì tối qua, cả hai biết được mục tiêu họ vừa xử lý chính là cha ruột của Miji. Tên đó cũng giống như rắc năm củ khi bỏ rơi mẹ con cô bé và mẹ cô bé đã đùn Miji cho hắn nuôi hoặc cấp tiền nếu không muốn vợ cả biết được. Nhưng cả hai đã giết tên đó rồi còn đâu. Giờ báo cảnh sát cũng không được nên Kazuki định ra về cho mẹ cô bé, nhưng quan trọng là ở đâu. Dây định hút thuốc thì Kazuki nhắc là có con nít nên dây phải vào bếp hút. Kazuki có hỏi cô bé nhà đâu thì cô bé chẳng biết nữa. Dây thấy cô bé tìm được tới cái khách sạn đó quả thật là phép màu, cả hai giờ chẳng có tí thông tin nào về Miji nên dự định đi hỏi Ryu thử. Dây bị bắt trong trẻ thì anh lắc đầu, Miji cũng lỡ làm đổ cà phê nên cả hai phải thay cho cô bé bộ đồ mới và để cô bé ở nhà xem TV. Cả hai đến tìm Ryu và chỉ hỏi Ryu về việc mục tiêu đó có con cái hay gì gì không, Ryu chưa nghe về vụ đó nên sẽ điều tra lại thử kazuki dưới áp lực của ryu thì cứ lúng túng và biết mấy lời vừa rồi kiểu gì cũng bị ryu nghi ngờ cả hai sau đó nhận yêu cầu mới từ ryu và ra về cả hai vừa đi thì một người đàn ông tìm đến và thông báo sự hiện diện của ông cho ryu và ra về lúc về nhà cả hai thấy nhà bị quậy tung lên nên nghi ngờ có kẻ đột nhập nhưng sự thật là miji đã phá đến mức này và còn trốn dưới gầm bàn để chơi với cả hai cô bé lao ra cầm súng nhưng dây biết súng không có đạn nên khỏi lo kazuki đã phải đuổi theo cô bé và sau đó thì đến bữa ăn tối Mục tiêu tiếp theo của họ là một ông trùng buôn mai thúy. Tên đó ở trong một dinh thự và có lính canh mọi lúc, dây muốn xông vào xử hết nhưng Kazuki cho biết Ryu đã dặn là họ phải không được làm quá nổi bật. Miji sau đó đến than món bít tết Kazuki làm không ngon như của mẹ cô bé. Anh sau đó bị Miji ép phải chơi trốn tìm. Chạy khắp nhà để đuổi bắt, Kazuki chợt nảy ra ý tưởng để dành cho nhiệm vụ sắp tới. Kazuki sau đó phải đi chuẩn bị thông tin dữ liệu còn dây thì đi mua đồ để sử dụng. Kazuki sau khi xong khâu chuẩn bị thì đến phần tiến hành. Kazuki đã dùng đồ ngọt để hối lộ Miji ở nhà, nhưng cô bé thấy cả hai rời đi thì chạy ra và đập cửa la hét. Vì ảnh hưởng đến hàng xóm nên Kazuki phải mở cửa và thấy cô bé miếu máu đòi đi theo. Kazuki sau đó cho dây chuẩn bị việc bắn tỉa từ ngoài biển, còn anh thì đi từ cửa trước vào và giả làm nhân viên bảo trì camera. Miji đòi đi vệ sinh nhưng Kazuki cần làm việc trước. Kazuki sau đó đến gặp bảo vệ và sau khi kiểm tra thì đã được vào trong. Anh đã lợi dụng chiếc điện tên bảo vệ trong phòng camera và bắt đầu ngắt camera một thời gian rồi gắn thiết bị làm giả báo động. Còn Miji thì đã chạy vào và xin đi vệ sinh. Kazuki vừa ra thì Miji lại đi vào và làm lộ. Cả hai phải chạy đi và đuổi bắt khắp nhà. Kazuki vì để cắt đuôi nên phải kích hoạt mấy thứ mà anh vừa cài. Anh bám theo Miji vào đến phòng của ông trùng thì mới bắt được cô bé. Nhưng cả hai đã bị đồng loạt chĩa súng vào. Dây đã xông vào đây và bắn chúng. Dây thấy từ đầu làm như này còn nhanh hơn. Kazuki buộc phải mang Miji chạy ra và đưa cả dây đi theo vì họ đã ẩm ý quá mức rồi. Lúc trở về, cả hai biết là không thể làm gì nếu có Miji lẩn vẩn xung quanh. Ryu gọi đến và thông báo là vụ này anh sẽ bỏ qua và cho người khác giải quyết nốt. Còn về thông tin cả hai cần thì mục tiêu trước đúng là có một đứa con với tình nhân. Kazuki có được thông tin về người mẹ nên giờ chắc cũng đỡ nhức đầu hơn rồi. Sáng hôm sau, dây đang ngủ thì bị đánh thức bởi Miji. Vì con bé nói là muốn được ăn sáng cùng anh. Dây chưa chịu dậy nên Miji nhảy thẳng lên người. Dây thấy bữa sáng hôm nay là ngũ cốc thì hơi trẻ con nhưng ăn vào thì lại thấy ngon nên ăn lia lịa. Kazuki quyết định đến chỗ Kyu hôm nay để lấy thông tin về mẹ con bé. Miji cứ quấy phá nên anh đã lấy chuối ra dụ cô bé. Zay hỏi anh có thật sự muốn đưa con bé về cho mẹ nó hay không thì Kazuki chắc chắn. Vì thế giới của cả hai quá tăm tối và tàn nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ. Kazuki sau đó đã đến chỗ của Kyu và có hỏi vụ lần trước ra sao rồi thì Kyu cho rằng anh không cần quan tâm vụ đó nữa. Kazuki sau đó lấy thông tin và vẫn giấu Kyu về lý do anh cần thông tin này. Khi đã có thông tin thì Kazuki đã về bàn với Zay để đem trả con bé. Dẫu biết mẹ con bé không phải người tốt gì nhưng có còn hơn không kazuki trước đây do không có bố mẹ nên mới lệch hướng sang nghề này Miji sau đó đem bánh làm từ đất đến cho kazuki ăn anh không thể từ chối nhưng may là có xe bán khoai nướng đã dụ cô bé đi kazuki không có mấy quá khứ tốt đẹp hồi tầm tuổi cô bé và dây cũng vậy dù dây có gia đình nhưng gia đình đó cũng rất phiền phức kazuki chưa từng hỏi vì biết chắc dây sẽ không nói Miji sau đó đòi ăn khoai nướng nên cả hai oản tù tì xem ai phải trả tiền và dây là người thua rốt cuộc thì kazuki thấy bản thân không thể nào chăm sóc tốt cho con bé Kazuki sau đó đi mua nước còn Miji muốn được dây đẩy xích đu. Có một ông bác đến hỏi Miji đang ở một mình hay sao thì cô bé nhìn qua dây, nhưng dây không nhận bản thân là người nhà cô bé. Kazuki sau đó quay lại và nhận ra bản thân là bố của Miji nhưng cô bé vì nhớ lời Kazuki là không được gọi papa ở ngoài đường lúc trở về nhà. Kazuki dặn Miji là nếu gặp những trường hợp kiểu đấy thì cứ gọi papa thoải mái, anh cũng chất vấn dây là nhận bản thân là bố của Miji thì bị gì đâu. Tối đó, Kazuki để Miji ngủ ngoài sofa nhưng cô bé lại muốn ngủ với dây. Cô bé vào phòng thì không thấy dây đâu, và rồi tìm được dây trong bồn tắm. Cô bé muốn ngủ chung với dây cho đỡ sợ, nhưng dây chỉ đợi đến lúc Miji ngủ rồi lại bỏ đi. Còn Kazuki thì đã tìm được thông tin và địa điểm về mẹ Miji. Sáng hôm sau, cả ba cùng nhau lên đường đưa Miji về với mẹ cô bé. Trên đường đi, Kazuki cố vui vẻ nhất có thể vì dù gì cũng là ngày cuối ở với nhau. Dây vẫn muốn biết Kazuki đã chắc hay chưa thì Kazuki chỉ cố quay về cuộc sống thường ngày. Kazuki sau đó đến nơi và đi trước để kiểm tra vài thứ. Kazuki đã lần theo địa chỉ và đến một quán bar. Nghe tiếng hát giống với Miji từng hát trước đây nên anh đã đi vào, còn Miji bên kia thì quấy phá dây vì chán. Kazuki đã gặp được mẹ của Miji và cô cho biết tối thì quán mới mở. Đột nhiên tên chủ quán đi vào và tắt cô vì mở cửa vào ban ngày và còn gây sự với Kazuki. Hắn đập chai và khiến Kazuki bị một đường sứt trên mặt. Anh đã đấm trả khiến hắn bỏ chạy và còn bị mẹ của Miji tát. Nhưng rồi cô cũng bảo Kazuki ngồi xuống để băng lại vết thương. Còn dây thì buộc phải đưa Miji đi chơi, từ xích đu. Cho đến bập bênh và cả mấy cái cầu trượt. Người ta nghĩ dây là bố của Miji nhưng lại không vẫy tay với cô bé nên anh đành vẫy cho có lệ. Miji thì thấy vui còn dây thì không. Cô bé muốn được đi chơi với dây và Kazuki nhiều hơn nhưng dây đã hỏi lý do cô bé gọi Kazuki là bố và cũng hỏi về bố ruột cô bé. Cô bé cho rằng bố là người sẽ đến cứu cô bé mỗi khi gặp nguy hiểm. Điều đó khiến dây nhớ về người bố của mình. Ông ta đã khắc nghiệt đào tạo dây và dạy anh rằng xã hội này chỉ có giết hoặc bị giết. Ông không xem bản thân là bố mà chỉ là cấp trên của dây. Và khi dây trở về thực tại thì cô bé đã biến mất, Kazuki lúc này được hỏi là đến tìm cô làm gì thì Kazuki đã nói về Miji. Cô tưởng anh là tay chân của tên đó nên đòi tiền nhưng Kazuki chỉ là tìm được một đứa trẻ và tạm thời chăm sóc nó. Anh muốn trả Miji về cho cô vì con bé rất thích món cô làm, nhưng thứ đó là do cô mua ở siêu thị, cô cũng không muốn nhận Miji vì con bé khiến cô nhớ đến tên tệ bạc đã lừa cô. Kazuki cố thuyết giảng về trách nhiệm của cha mẹ nhưng cô cho rằng chính Miji đã phá hỏng cuộc đời cô và kazuki thì chưa từng tự thân chăm sóc một đứa trẻ thì đừng có lên mặt dạy đời kazuki đành để lại tiền nước và ra về còn dây đã đi tìm miji và thấy cô bé ở chỗ cảnh sát cảnh sát thấy miji bị lạc nên muốn đưa về trụ sở để tìm nhưng cô bé không chịu đi và cầu cứu papa dây nghe thấy tiếng này thì nhớ lại lời miji đã nói nên đi ra gặp cảnh sát và nhận bản thân là bố của miji và đưa cô bé về kazuki trở về thì thấy dây và miji đã thân thiết hơn nên đã cùng cả hai ra về Dây hiểu ra là Kazuki đã thất bại trong việc đưa Miji về với mẹ nên cũng quyết định chung sống với Miji luôn. Nhưng những ngày sau đó, Miji liên tục phá phách trong nhà, từ đổ nước giặt vào máy, đến lúc dây đang chạy bộ, lúc Kazuki nấu đồ ăn, lúc dùng máy hút bụi trong nhà tắm, cho đến vườn cây của dây, cô bé đều phá phách hết. Cả hai đều rất kiệt sức với Miji, nhưng giải pháp đã xuất hiện và nó mang tên đi học. Kazuki sau đó đã thử tìm vài nhà trẻ hoặc trường mầm non quanh đây rồi bắt đầu liên lạc thử, nhưng nơi nào cũng đã ngừng tuyển sinh và có nơi còn bắt kazuki phải đến văn phòng chính phủ khiến anh méo hiểu đi nhà trẻ mà còn phải làm việc với chính phủ cả ba hôm sau đã đến văn phòng chính phủ và phải lấy số để đợi đến lượt ngồi đợt mấy tiếng liền khiến mắt kazuki thâm xỉ người ta bắt anh phải chuẩn bị một đống giấy tờ và còn có cả kê khai về việc làm và thu nhập cũng như kê khai thuế này nọ nhưng sát thủ thì lấy đâu ra chứng nhận việc làm với thu nhập kazuki đòi vứt hết đi thì miji lao đến giữ lại hết và ăn vạ kazuki về việc hứa sẽ cho cô bé đi nhà trẻ kazuki hết cách đành phải làm giả thông tin và cả hai đã có được giấy tờ để cho Miji đi học trước mắt là đến một nhà trẻ gần đây dây định về thì bị kazuki kéo đi theo lúc vào phỏng vấn cho Miji nhập học thì cô bé đều xem cả hai là bố đã vậy còn nơi ra mấy cái như làm giả giấy tờ rồi súng thật hay công việc mờ ám khiến cả hai buộc phải đưa Miji chuồn đi và biết nơi đó bỏ là cái chắc rồi cả hai đành đưa Miji về để tập lại và hôm sau đã dặn cô bé nói như đã tập dây vẫn muốn trốn nhưng vẫn bị lôi đi theo và nhà trẻ lần này có vẻ dễ hơn hẳn buổi phỏng vấn diễn ra khá tốt đẹp và Miji đã chính thức được nhận lúc trở về cả hai xem qua những đồ cần chuẩn bị cho Miji và phải nói là nó quá nhiều hôm sau cả hai đi mua đồ cho Miji những đồ gì cần thiết thì mua hết và còn mua cả đồ cho xịn để Miji có được ấn tượng với bạn bè nhưng khi mua một đống về thì cả hai nhận ra là phải ghi tên lên đó kazuki bực bội vì đống này mà phải ghi hết tên lên thì sẽ không kịp vài cái còn phải theo cả tên nên kazuki đã đi mua đồ may vá dây thì tranh thủ ghi tên được từng nào hay từng ấy và cho Miji phụ kazuki về thì thấy một người làm một người phá anh ngồi khâu tên mà bị thương đầy tay, dây thì kiệt sức mà ngủ nên Kazuki phải tự ôm hết. Hôm sau, cả ba mặc đồ hiệu đến nhà trẻ. Hiển nhiên là hai anh dai đều bị những người mẹ ở đây chú ý. Ai nấy đều nghĩ là cả hai phải giàu lắm. Còn dây thì lại nói bản thân là sát thủ nên bị Kazuki thụi cho một cái. Cô giáo đây tên là Anna và cô đã giới thiệu cho cả ba về những thứ trong trường. Đồng thời dặn Kazuki phải ghi chép tình hình của Miji mỗi ngày vào sổ. Cái đó thì Kazuki cũng đã lưu tâm từ trước. Còn về bữa trưa thì trường tự cấp nên Kazuki không cần chuẩn bị, dây thấy mất công thức cả đêm nhưng dây là đứa ngủ đầu tiên. Cả hai sau đó đã có thể để Miji lại ở nhà trẻ và đi xả hơi. Nhưng dây chỉ muốn về nhà, Miji ở trường thì chẳng thể kết bạn do cô bé mặc đồ đắt tiền nên bạn bè sợ sẽ làm cô bé bị bẩn. Cả hai sau đó đến chỗ của Kyu và xin anh ta kiếm việc cho cả hai. Sức nhớ tới giờ đón nên Kazuki kéo dây ra về. Lúc đến đón, Kazuki thấy Miji chẳng vui vẻ mấy, những ngày sau đó mỗi lần đến đón là Miji đều tỏ vẻ chán nản nên Kazuki đã phải đi hỏi cô Anna cô cho biết Miji có vẻ khó hòa đồng do mặc đồ đắt tiền Kazuki không biết mua đồ bình thường ở đâu nên cô Anna đã chỉ cho anh chỗ hôm sau cả hai dẫn Miji đi mua đồ mới cả hai vào trong thì thấy những đồ cả hai cần chuẩn bị nếu mà mua ở đây thì đã chẳng khó khăn như lúc đầu nơi này mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn mà giá còn rẻ bèo cả ba mua một đống đồ và tối đó thì việc ghi tên vẫn sẽ là một cực hình sáng hôm sau Kazuki lấy xe đạp để đưa Miji đi học thay vì ô tô như mọi lần. Kazuki cũng sẽ ở lại đây một lúc và vào lúc Miji chưa thể mở lời thì Kazuki đã sút bóng về phía cô bé để cùng chơi. Anh diễn trò khiến đám con nít thấy thích thú mà kéo đến quanh Kazuki. Anh và Miji đã cùng chơi với lũ trẻ, Miji cũng dần hòa nhập hơn nên Kazuki có thể yên tâm ra về. Chiều đến đón thì Miji đã lần đầu cảm thấy vui ở đây. Đến cuối tháng, Kazuki thấy tài sản đang sắp chạm đáy vì vụ mua đồ cho Miji, việc cả hai không đi làm cũng khiến tài khoản chẳng thể tăng lên để bù vào kazuki cho cả hai biết tình thế cấp bách lúc này và việc họ sẽ phải cắt giảm chi tiêu không còn cách nào khác hôm sau cả hai phải đến cuối đầu xin kyu việc làm anh ta gửi cả hai một đống tài liệu trong này toàn mấy việc nhỏ như điều tra thông tin nên cả hai cần làm để lấy lại tâm thế trước cả hai sau đó về để bắt đầu làm việc vì thời hạn chỉ có một tuần đột nhiên nhà trẻ báo tin là các bé sẽ ở nhà vài ngày lúc cả hai đi đón miji kazuki nhận thấy một người sẽ phải nghỉ để trông miji nhưng miji lại muốn xem cả hai làm việc do đó là bài tập của cô bé cả hai chẳng biết xử lý ra sao nên dây muốn trốn đi làm việc. Miji chặn dây lại vào bám chân dây không chịu rời, hai ngày liên tiếp. Kazuki phải làm việc xuyên đêm, dây cũng đi trinh sát về rất muộn. Kazuki muốn dây thức mà làm tiếp vì lúc dây thức đêm cày game thì khỏe lắm cơ mà. Hết cách nên Kazuki nghĩ là phải nhờ Kyu tư vấn. Sáng hôm sau, dây vẫn ngủ nên Kazuki gọi dậy nhờ trong Miji giúp. Anh sau đó ra ngoài có công việc thì Miji muốn đi theo. Anh không cho nên cô bé vào gọi dây dậy thì dây ngủ như chết nên cô bé quyết định bám theo Kazuki. Cô bé đi theo Kazuki nhưng vẫn bị sao nhãng bởi mấy thứ trên đường, cho đến khi nhận ra thì Kazuki đã biến mất. Anh đã vào trong chỗ Kyu để xin lời khuyên. Còn dây tỉnh dậy thì lại không thấy Miji đâu nên đành gọi tới hỏi Kazuki. Nghe tin Miji biến mất thì Kazuki đã quay về và cùng dây đi tìm. Miji lúc này không thấy Kazuki đâu thì quay về trước quán của Kyu và đụng trúng một ông chú đáng sợ. Kyu đi ra thì thấy Miji. Kazuki và dây tìm mãi không thấy và rồi dừng ở trước quán Kyu. Đang bất lực thì cả hai vào trong và thấy Miji ở đây. Kazuki vui mừng khi thấy Miji ở đây và giả vờ với Kyu là bản thân chỉ đang trông trẻ Kazuki dặn Miji là không được gọi papa trước mặt Kyu Kazuki sau đó thừa nhận là bản thân đang hơi trễ tiến độ do phải trông Miji nên Kyu quyết định sẽ trông Miji giúp cả hai nhờ có Kyu mà Miji đã không còn là mối lo với Kazuki nên công việc cũng suôn sẻ hơn hẳn cả hai biết nếu Kyu mà tìm ra sự thật về Miji thì hậu quả sẽ chết người Kazuki dặn Miji là tuyệt đối không được kể gì quá nhiều cho Kyu cả hai sau đó lại đưa Miji đến chỗ Kyu và đi làm việc Miji có vẻ ổn khi ở chung với Kyu Kyu đã làm cho Miji một ly sữa lắc dâu và cô bé rất thích thú với nó Kazuki thì lo sợ vì Kyu tàn nhẫn hơn vẻ bề ngoài anh ta cũng là một kẻ sát gái nên Kazuki sợ sau này anh ta sẽ hốt mấy Miji nên Kazuki buộc phải làm lẹ mà về Miji lúc này có hỏi Kyu về việc anh quen biết như nào với Kazuki và Jay biết anh là bạn của cả hai nên Miji muốn nghe về công việc của Kazuki và Jay Kyu cho biết cả hai đều làm công việc rất đặc biệt Kazuki là một diễn viên hài chuyên làm người ta cười nhưng cũng có vài thói xấu nên ngại kể với người khác. Còn dây là một ông trùm dầu mỏ, dây thì vẫn đang làm việc như thường còn Kazuki vừa chui ống thông gió vừa lo sợ về Kyu. Kyu lúc này có hỏi Miji về việc tại sao cô bé lại ở với Kazuki và dây thay vì bố mẹ ruột thì cô bé nói ở với cả hai rất vui và cô bé yêu quý cả hai. Tối đến, cả hai đã xong việc và về gặp Kyu, Miji thì đã ngủ. Cô bé vừa ngủ mơ vừa gọi cả hai là papa nên Kazuki vẫn cố bao biện. Kyu nói đủ rồi vì anh đã biết hết tất cả. Hôm sau, cả hai đã đưa Miji quay lại nhà trẻ và nghe cô bé viết bài văn về công việc của cả hai. Nghe hơi lạc quẻ nhưng thôi kệ, miễn cô bé thấy hay là được. Cả hai sau đó đi gặp lại Kyu và anh ta muốn cả hai sau đừng có dấu như vậy nữa, nhưng anh ta vẫn sẽ ra tay nếu cả hai bị Miji làm ảnh hưởng đến công việc. Thế giới này không cho phép cả hai chơi trò gia đình, và nếu phản bội tổ chức thì hậu quả như nào cả hai cũng biết. Nhưng sau khi dành thời gian với Miji thì Kyu đã hiểu tại sao cả hai làm vậy, anh tin Miji sẽ thay đổi cả hai. Nhưng chưa biết là theo hướng tốt hay xấu. Cả hai có thể chết vào một ngày nào đó và không được quyền oán hận kẻ khác, đó là điều cả hai phải chấp nhận, nên đừng có hối hận vì nó. Và một ngày, lúc đang sắp xếp đồ thì Kazuki nhìn thấy bản tin có nói về mấy việc cha mẹ cần cứng rắn hơn với con cái nếu không muốn sau này chúng hư hỏng. Kazuki nghĩ về việc sau này Miji sẽ hư hỏng và gọi anh là ông già thì hơi sợ, anh quyết định từ giờ sẽ cứng rắn hơn với Miji. Chiều hôm đó, lúc đi đón Miji ở trường thì anh nghe được từ cô Anna rằng Miji hôm nay có đánh nhau với bạn Cô cũng không biết chi tiết ra sao nên mong Kazuki giúp điều tra gốc rễ vấn đề và sắp tới nhà trẻ sẽ cho các bé đi tham quan một chuyến, tối về. Lúc ngồi chơi với dây thì Kazuki đã đến hỏi Miji về việc hôm nay cô bé có đánh nhau. Cô bé nói không nhưng Kazuki bắt cô bé nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Cô bé không có đánh nhau nhưng vẫn có mâu thuẫn với bạn. Cô bé có nói là cậu bạn tai ga cùng lớp rất hư và ích kỷ. Kazuki vẫn muốn nghe chi tiết và xem thử ai là người sai, nhưng cô bé tự cho rằng bản thân không sai và việc gặng hỏi đã khiến Miji giận dỗi mà bỏ về phòng. Đã vậy còn nói là ghét Kazuki khiến anh bất lực mà khóc. Sáng hôm sau, dây thấy Kazuki dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho Miji đi tham quan với lớp. dây biết Kazuki đang cố lấy lại ấn tượng của Miji và chuyện hôm qua có vẻ vẫn còn ám ảnh Kazuki. Miji chạy xuống và chỉ chào mỗi giây còn Kazuki thì ghét ra mặt. Kazuki vẫn cố bày trò để thân thiết lại với Miji nhưng cô bé thẳng thừng từ chối và muốn đi với dây lên trường. Nhìn mối quan hệ đổ vỡ khiến Kazuki lo lắng việc này sẽ đưa Miji vào con đường phạm pháp và sau này anh lại bị Miji chửi khi đi thăm tù. Đột nhiên Kazuki phát hiện anh đã quên bỏ bữa trưa vào cặp cho Miji. Anh sau đó chạy đi thì dây đã về đây và cho biết xem bus đã đi mất rồi. Anh quyết định mang bữa trưa đến tận nơi cho Miji và vì cô Anna đã dặn là phụ huynh không được đi theo nên anh sẽ cố tránh né tầm nhìn. Anh còn kéo cả dây đi theo. Lúc ở sở thú, Miji cùng bạn bè đã vui chơi rất vui vẻ với nhau, từ ngắm nhìn động vật từ xa cho đến tiếp xúc trực tiếp với chúng. Lúc đang ngắm khỉ thì cậu nhóc tai ga mà Miji bảo là hư kia chạy ra la là lối làm khỉ chạy mất. Miji và bạn đã mặc kệ tay ga nên cậu nhóc đòi tự mình đi ngắm sư tử cả ba buộc phải chạy theo mà không nói với cô anna một tiếng Kazuki và dây thì cũng đã đến đây còn bốn đứa nhóc thì đã lạc Miji cho rằng bản thân đã bị lạc vài lần nên có kinh nghiệm và bảo đám bạn đi chung Kazuki leo lên cây và dùng ống nhóm để tìm xem Miji ở đâu thì thấy cô bé đang nắm tay một cậu trai thì liên tưởng tượng ra cảnh hai đứa yêu nhau và vô lễ với anh thì anh quyết định phải thiến anh la lối om sòng khiến người xung quanh để ý và dây cũng chỉ biết bó tay trong lúc đó thì một tên tội phạm bị truy nã trên TV đã lẻn vào đây và muốn kiếm gì đó để ăn. Kazuki và dây bám theo bốn đứa nhóc thì nhận thấy chúng đang bị lạc. Dây muốn đưa đồ ăn lẹ mà về nhưng Kazuki cần đảm bảo chúng về được chỗ của Anna. Đang bám theo thì Miji cứ có cảm giác bị bám đuôi nên quay lại xem thì cả hai đã trốn gấp. Kazuki nghĩ là con bé thừa hưởng được khả năng cảm nhận từ anh. Nhưng dây éo hiểu Kazuki đang nói cái gì vì cả hai đâu phải máu mủ. Đột nhiên Miji quay lại lần nữa khiến dây cũng thấy Miji có khi như Kazuki nói thật. Bốn đứa trẻ đi lang thang mãi đến khi mệt thì quyết định ngồi lại để nghỉ. Tai ga uống nước bị đổ thì Miji cũng đến lau khiến Kazuki không ngờ Miji lại đối xử tốt với đứa mà cô bé đã đánh nhau. Tên tội phạm kia đã đi đến và tính trộm đồ ăn từ cửa hàng gần đó thì bị Miji chạy đến chất vấn. Cô bé khiến hắn khó chịu và định động tay động chân thì viên đã bay đến tay hắn. Người bán hàng nhận ra nên tên kia đã bỏ lại đồ ăn và ghi nhớ mối thù này. Dây và Kazuki thì thấy ở đây cũng có mấy kẻ manh động thật. Bốn đứa trẻ sau đó tiếp tục đi tìm cô Anna và Taiga đã nhận ra nhân vật trong trò chơi ở đây. Tình cờ thì nhân vật này cũng ở trong trò mà Miji hay xem dây chơi. Cô bé đã dùng điểm này để kết bạn với Taiga còn Kazuki thì cay cú khi Miji chỉ nhắc đến dây. Đám nhóc đi hoài thì cũng đói nên lấy đồ ăn ra ăn. Miji nhận ra là quên đem đồ ăn nên Kazuki định chạy đến đưa thì bị dây giữ lại. Taiga đã chia sẻ đồ ăn với Miji và cũng xin lỗi hai đứa còn lại vì trước đây đã ích kỷ. Thế là Miji có một bữa trưa tạm bỡ đột nhiên tên kia lại mò đến đòi cướp đồ ăn của bốn đứa con nít hắn cũng đang cay Miji và lấy súng ra và bắt tay ga để đe dọa nhưng đúng lúc này thì hai người mặc đồ hóa trang đến và dần cho hắn một chấn và bẻ gãy súng sau khi thấy chúng đã an toàn thì cả hai mới quay đi khỏi nói thì ai cũng biết người nào đã ra tay lúc ra ngoài để cởi đồ thì kazuki hy vọng cả hai không bị nhận ra còn nhân viên thì tìm không thấy bộ đồ đâu Miji và ba đứa bạn đến chiều thì cũng đã gặp lại cô Anna. Anna mừng vì cả bốn đứa vẫn ổn và Taiga cùng Miji cũng đã làm hòa. Còn tên tội phạm ban nãy thì nghe đồn là đã bị bắt, Kazuki đã thấy bản thân hơi sai khi không tin tưởng Miji. Lúc trở về, Miji khoe là ngày đi tham quan rất vui, và còn đề cập đến con thỏ đã giúp cô bé. Dây lấy sổ ghi chú ra thì biết vụ gây gỗ chỉ là do Miji vô tình cua tay chúng chứ chẳng có gì to tát. Kazuki đã đi xin lỗi Miji còn Miji thì cũng chẳng còn giận Kazuki nữa. Những ngày mưa sau đó kéo đến và lúc Kazuki đi đón Miji, cô bé vì nghịch ngợm nên đã làm cái ô bay mất và bị xe cán qua. Hình ảnh chiếc ô khiến Kazuki nhớ lại ký ức không vui. Miji sau đó đã tiếc cái ô nên Kazuki hứa là sẽ mua cái mới cho cô bé lúc trở về nhà Kazuki bảo Miji cởi áo mưa ra nhưng cô bé cứ thế chạy vào chơi với dây và thả luôn cái áo mưa ướt sũng trên sàn Kazuki sau đó phải dọn dẹp biết bao nhiêu thứ trong nhà ăn xong thì hai người kia bỏ một bàn bừa bộ đấy mà đi chơi lúc gấp đồ thì Miji hỏi khăn đâu nên Kazuki hỏi dây dây thì quên đi lấy khăn nên mua luôn cái mới khiến Kazuki rất bực lúc Miji đi ngủ thì Kazuki nhờ dây giúp anh chăm sóc Miji nữa vì đa phần thời gian dây toàn ở trong nhà lúc đi mua đồ. Kazuki vô tình thấy người quen nên trốn đi và gặp hai cô gái ở sòng bạc. Họ thấy Kazuki lâu nay không đến chơi nên hẳn là đang vui vẻ với cô nào. Kazuki sau đó về trước và nhìn đống công việc này thì Kazuki không hiểu nó vui vẻ ở chỗ nào, lúc nấu ăn thì Miji cứ bám lấy chân. Có người giao đồ đến thì nhờ dây mà dây lại chẳng thèm nghe. Lúc ăn thì salad anh làm mà cả hai cứ đùn lên đùn xuống. Do thì chê ỏng chê eo nên Kazuki rất bực. Cả hai đòi hỏi này nọ khiến Kazuki tức giận mà bỏ về phòng. Sáng hôm sau, rai bị gọi dậy thì nghe tin kazuki không ở nhà và cũng chưa chuẩn bị bữa sáng bát đĩa và đồ cũng quăng đấy chưa dọn dây đành lấy ngũ cốc ra để ăn và nhận ra miji sắp muộn giờ đi học dây đã phải lên chuẩn bị đồ cho miji trời đang mưa mà dù thì đã gãy nên đành đội đầu trần mà đưa miji đến trường kazuki thì đã đến chỗ kyu và anh phải làm cách này để dây chịu đứng dậy làm việc và cũng để miji biết trân trọng điều mà anh đang làm kyu vẫn nghĩ kazuki sống vui nhưng anh chẳng thấy chỗ nào là vui kyu lấy ra số tiền mà kazuki toàn giữ lại và cho biết em dâu của kazuki đã trả lại nó kyu dám chắc là gia đình vợ của kazuki sẽ không nhận thứ này và anh khuyên kazuki nên nói chuyện rõ ràng với nhà vợ vì chuyện cũng đã qua được 5 năm rồi nhưng kazuki làm lơ mà ra về còn dây thì nhận thấy nhà trẻ hôm nay đóng cửa vì hôm nay là chủ nhật kazuki thì đã vào sòng bạc chơi và thắng đậm còn dây ở nhà thì mệt mỏi chỉ sau vài việc còn con kazuki do thắng đậm nên chưa đãi các cô gái ăn uống no say còn dây ở nhà đói thì đành phải đặt pizza đến tối đó Kazuki thấy trời đã muộn và định ra về thì đụng chúng một tên và quyết định va nhau một trận. Dây và Miji chờ mãi chưa thấy về nên nghi ngờ Kazuki đã bỏ rơi cả hai. Kazuki thì bị đánh hội đồng và bị ném vào thùng rác. Anh và anh đã gặp lại em dâu Karin dù có muốn hay không. Em dâu muốn Kazuki đứng lại nói chuyện cho đàng hoàng chứ đừng có trốn tránh rồi gửi tiền như vậy nữa. Cô không cần số tiền đó và muốn Kazuki đừng có tự dần vặt nữa vì chị cô chết không phải lỗi của anh. Nhưng anh vẫn xem đó là lỗi của bản thân. Kazuki bỏ về và nhớ lại ngày đó anh đang đuổi theo mục tiêu việc anh để hắn bỏ trốn vào xe và mất lái đâm vào một xe dầu đã khiến xe dầu bốc cháy và phát nổ đen đuổi thay khi vợ anh lại ở gần chỗ đấy và rồi chìm trong ngọn lửa ngay trước mắt anh cũng bởi vậy nên anh luôn xem việc bản thân không bắt được tên đó là lý do vợ mất sáng hôm sau dây tỉnh dậy thì nhận ra miji bị ốm anh thấy kazuki vẫn chưa về nên gọi thử thì không bắt máy đi tìm thuốc thì nó đã hết hạn nên anh định đưa miji vào viện nhưng lại không biết bệnh viện ở hướng nào kazuki đã đi thăm mộ của vợ còn dây thì buộc phải đến cầu cứu kyu kazuki lúc này đã đến cánh đồng hoa đây là nơi mà lần đầu anh gặp người ấy karin cũng tìm đến đây để tâm sự với kazuki karin kể lại những điều cô được nghe về kazuki từ chị gái và cả những khoảnh khắc ở bên chị nhưng kazuki thì chỉ biết xin lỗi kazuki đã thú nhận lý do bản thân không muốn thay đổi là vì sợ sẽ quên đi người ấy và cũng sợ sẽ quên đi việc chính anh là lý do khiến người ấy ra đi karin đã nghe về việc kazuki có nhận nuôi một đứa trẻ nên thông não cho kazuki hiểu và kazuki đã quyết định tươi tỉnh lên kazuki quyết định từ giờ sẽ sống vui vẻ hơn và trời sau đó cũng đã nắng trở lại kazuki sau đó đã về nhà và nó bừa bộn như dự đoán kazuki sau đó vào phòng thì nhận thấy miji bị ốm nhưng có vẻ dây đã chăm sóc tốt cho cô bé vài ngày sau miji sáng ra đã thấy dây chuẩn bị đầy đủ đồ dây nói bản thân sẽ về nhà một hôm miji và kazuki muốn dây chiều này ráng về sớm cả hai dường như có một kế hoạch gì đó để chờ dây sẵn dây rời khỏi nhà nên kế hoạch của cả hai cũng sẽ thuận lợi hơn dây đã về nhà và đúng là dây có một gia thế cực kỳ khủng nhưng dây lại không có quan hệ tốt lắm với cha lúc về đến nhà dây chỉ chào hỏi cho đúng quy trình chứ chẳng hề có tí cảm xúc nào trước đây lúc kazuki gặp dây lần đầu thì dây trông chẳng khác gì một con robot cha cho rằng dây gần đây hay mắc sai lầm trong công việc là vì kazuki nhưng anh đã lên tiếng bênh vực cho người bạn của mình cha muốn dây về đây thừa kế gia tộc sát thủ này vì ông đào tạo dây là để chờ cho ngày anh kế thừa gia tộc nhưng dây không thích lắm nên muốn xin một thời gian để suy nghĩ cha đã đưa dây một nhiệm vụ là đi trừ khử một tên phản bội tổ chức dây đã nhận nhiệm vụ và rời đi anh gọi về báo là có thể sẽ về muộn nhưng kazuki và miji đều muốn dây dáng mà về trước bữa tối lúc ra ngoài dây gặp người đàn ông thường hay đến chỗ của kyu kia ông ta đưa dây đi và xem qua mục tiêu thì dây nhớ ra đây là thầy của anh người đã dạy anh cách sử dụng vũ khí lý do người này phản bội tổ chức là vì một cô gái nhưng tổ chức đã trừ khử cô gái đó ông ta hỏi anh giết người vì lý do gì thì anh chỉ xem đấy là công việc còn với ông ta là lý tưởng ông ta muốn hiểu rõ bản chất của con người qua cái chết lúc đưa dây đến điểm gặp mặt thì ông ta muốn dây nói lại lời chăn chối của tên phản bội cho ông ta nghe lúc đến gặp mặt người thấy cũ anh ta đã hiểu ra vợ mình đã bị gì nên muốn xử dây để ông chủ biết cảm giác của anh ta hai bên rút súng ra và bắt đầu truy đuổi nhau cả hai cân tài cân sức nhưng dây vẫn có một chút thua thiệt khi đấu với người thầy của mình kazuki và miji đã chuẩn bị xong đồ ăn và chờ mỗi dây miji nhận thấy dây lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu nhưng luôn có sự buồn bã trong dây dây thì đã đuổi theo người thầy lên tầng thượng và cầm dao ra đề phòng đột nhiên người thầy lao từ trên thùng container xuống và cả hai đã chuyển sang dấu dao dây trách anh ta khi phản bội lại tổ chức nhưng anh ta chỉ là chán cách sống vô cảm khi đã tìm ra thứ mà bản thân muốn bảo vệ dây vẫn còn thua thiệt và bị đánh mất dao và bị đè xuống nhưng dây kịp rút súng ra dây cũng có thứ mà anh muốn bảo vệ nhưng thầy vẫn xem anh còn quá vô cảm dây đã đẩy thầy ra khiến anh ta lùi về phía lan can lan can đột nhiên gãy và khiến người thầy rơi xuống dây sau đó chạy xuống thì người đàn ông kia đã hốt xác kẻ phản bội về cho ông trùm còn về lời chăn chối thì dây không nghe được. Ông ta muốn đưa dây về thì anh muốn ở lại một lúc nữa. Dây ngồi suy nghĩ về những lời mà người thầy nói thì Kazuki gọi đến yêu cầu dây về gấp. Nhưng dây muốn làm nguội cái đầu nên đã ở lại một lúc. Không lâu sau thì Kazuki lái xe đến đưa về. Kazuki nhớ đến lúc mới gặp dây thì khi đó dây quá tàn tạ. Nhưng dây cho rằng lúc mới gặp Kazuki thì anh cũng đã có vài suy nghĩ không hay về Kazuki. Nhưng Kazuki lại tự thân dọn dẹp hết căn nhà bừa bộn của dây và còn giúp anh cắt tóc và tắm rửa dây không biết liệu cả hai có thể thực sự thay đổi hay không lúc trở về nhà Miji đã ngủ mất tiêu dây giờ mới nhớ hôm nay là sinh nhật bản thân Miji đã dậy chào một câu rồi ngủ dây thì lần đầu tiên nở một nụ cười thoải mái trong lúc đó người đàn ông kia đã đến tìm Kyu và nhờ anh ta điều tra về kazuki và Miji vài ngày sau Miji có hội thao ở trường nên kazuki đã giúp cô bé tập chạy dây cũng cho cô bé vài lời khuyên nhưng nó phức tạp quá mức cả ba sau một buổi tập luyện thì đến quán của Kyu để uống nước Kiu nghe việc Miji sắp có hội thao thì không ngờ có ngày cả hai đi xem một cuộc thi dành cho trẻ con. Họ muốn Kiu đi xem thì anh ta mắc việc không đi được. Tối hôm đó, dây đã lẻn vào nhà trẻ để chuẩn bị trước gì đó. Sáng hôm sau, dây về nhà và có nói là đã làm sẵn cơm nắm khiến Kazuki nghĩ dây hôm nay bị bệnh gì đó. Vì một người chưa từng tự nấu cả một ly mì như dây hôm nay lại làm cơm nắm thì hơi lạ. Miji cũng đã thức dậy nên cả ba đã ăn sáng và chuẩn bị để đến trường, lúc đến nơi. Miji đã vào chuẩn bị trước còn cả hai đi kiếm chỗ ngồi. Nhưng dây lại chuẩn bị chỗ ngồi của cả hai như pháo đài. Cả hai sau đó lấy máy ảnh ra và Kazuki làm hẳn quả máy cho to để so đo với phụ huynh khác. Kazuki cũng đặc biệt quen biết với các bà mẹ. Do ngày nào cũng đi đón nên không quen nhiều thì cũng quen ít. Họ cho biết bà mẹ nào cũng thấy thích cả hai vì độ xoái ca. Thấy con em từ trong trường đi ra thì Kazuki cũng chạy đến chụp lên chụp xuống. Miji sau đó được gọi lên đại diện phát biểu. Cô bé vừa đọc thì Kazuki vừa hò hét khiến hiệu trưởng phải yêu cầu anh yên lặng. Cuộc thi sau đó đã bắt đầu, vòng đầu tiên là ném bóng vào rổ. Phụ huynh nào cũng hò hét cổ vũ cho con cái. Vòng 2 là học sinh cùng giáo viên kéo co. Lớp của Miji được gánh hầu hết nhờ Anna, Kazuki cũng sốc khi thấy sức mạnh của Anna. Ở vòng 3 là biểu diễn đội hình thể dục, cả lớp đã xếp thành nhiều tư thế khác nhau và khi thấy Miji gần với đứa con trai khác thì Kazuki lại nổi đóa lên và dây giờ cũng đòi thiến con người ta. Đến giờ tạm nghỉ thì ai nấy đã ngồi lại ăn uống cùng nhau. Kazuki đã chuẩn bị khá nhiều nên chia cho mọi người cùng ăn. Dây cũng lấy cơm nắm tự làm ra, Miji đã lấy ăn thử thì trong đó có nhân đầu ngọt. Kazuki không thích lắm cái kiểu này nhưng chẳng ai có vấn đề gì nên anh cũng đành bỏ qua, đến buổi chiều là vòng chạy đi. Kazuki đã động viên Miji cố gắng lên, lúc đến lượt Miji thì cô bé đột nhiên có dấu hiệu lo lắng. Cả hai ở ngoài chỉ biết cổ vũ cho Miji. Cô bé sau đó đã bắt đầu chạy và dần hụt hơi so với những người khác. Dây đã cố gắng cổ vũ lớn tiếng khiến Miji để ý mà vấp ngã. Cô bé cố chạy tiếp và chỉ giành giải 4. Dây nghĩ là do bản thân phá hỏng mọi chuyện. Sau đó có cuộc thi cùng với phụ huynh nên Kazuki đã vào tham gia hỏi dây thì dây có vẻ vẫn tự trách khi báo Miji thua nên đang xuống tinh thần. Kazuki đã cùng Miji tham gia chạy vượt chứng ngại vật, ở vòng đầu là phải ăn được kẹo. Miji nhắm khá tệ nên họ bị tụt lại sau nhà của Taiga, chứng ngại thứ hai là nhảy trong bì. Kazuki và Miji bị vấp té nên lại bị tụt phía sau. Ở chứng ngại thứ ba là bốc thăm và lấy đồ ở trong tờ giấy và mang về đích. Miji bốc được gì đó và đột nhiên chạy ra kéo dây vào chạy chung. Cô bé được cả hai cầm tay và chạy về đích cực nhanh và giành giải nhất. Dây giờ đã có thể cười và ngừng tự trách đồng thời cũng hỏi Miji nội dung trong giấy là gì thì cô bé đưa ra Kazuki nhìn xong thì khóc dòng khi trong đó ghi chữ gia đình cũng sắp bế mạc nên cô Anna đã đến chúc mừng chiến thắng và muốn chụp cho cả ba một bức ảnh tuy là cả hai muốn tránh để lại bằng chứng nhiều nhất có thể nhưng một tấm thì chắc có thể bỏ qua được đến gần tối thì hội thao cũng kết thúc Kazuki đã nhờ dây cõng Miji về vì anh giờ đau lưng hết đi nổi cả hai thấy Miji đã cố gắng nhưng Kazuki thấy dây cũng đã cố để cổ vũ cho Miji cả hai sẽ cố giúp Miji tập luyện để cô bé lại được huy chương vàng vào năm tới nhưng có một vấn đề là vụ hôm nay đã bị tổ chức chụp được và họ dục kêu phải mau xử lý nhiệm vụ sắp tới là giáng sinh nên cô anna đã hướng dẫn các học sinh hát một bài để tặng bố mẹ nhưng anna thì nổi tiếng là hát không hay nên cả lớp đành phải tự luyện tập thêm kazuki và dây đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho miji vào dịp giáng sinh tới cả hai bất ngờ chạm mặt mẹ ruột của miji đang đứng đợi trước cửa nhà trẻ cô ta muốn đón cô bé về và thế là hai bên đã cãi nhau kazuki không chấp nhận trả miji lại cho người mẹ datu vứt bỏ cô bé Đúng lúc đó Miji chạy ra khiến Kazuki như sững người lại khi cô bé lao đến ôm mẹ. Thấy cảnh hai mẹ con họ đều rất nhớ và yêu thương nhau anh có chút buồn. Về đến nhà Miji liền khoe những bức tranh mình đã vẽ rồi dẫn mẹ đi tham quan phòng riêng cùng với cái tủ đựng hàng tá bộ quần áo. Mẹ hỏi Miji muốn ở đây hay muốn về cùng mẹ, cô bé từ đang cười ngay lập tức đổi thái độ ôm chầm lấy mẹ. Cô bé rất yêu quý mẹ nhưng cũng rất yêu hai ông bố. Cô bé đòi ăn hamburger nên hai mẹ con đã đi mua rồi mượn tạm nhà bếp để làm khiến Kazuki khá ức chế hamburger do anh làm toàn các nguyên liệu hảo hạng mà cả Miji lẫn dây đều khen cái của mẹ cô bé ngon hơn. Nghe tin sắp tới lớp con gái sẽ hát tại lễ Giáng sinh và muốn được tập luyện cùng mẹ. Cô nói giọng hát của mình có giá rất đắt nên phải bảo các papa trả tiền mới nghe, thế mà con bé cũng quay ra bảo thật. Đến tối khi Miji đi ngủ mới là cuộc trò chuyện nghiêm túc, mẹ cô bé đã bị người đàn ông kia đuổi đi, cũng vì căn bệnh ung thư nặng mà cô không thể hát được nữa. Không biết mình còn sống được bao lâu nên cô cầu xin cả hai hãy tha thứ và cho phép cô được bắt đầu lại với con gái. Cô sẽ trở về với bố mẹ đẻ để sống một cuộc sống luôn thiện và thứ quý giá nhất bây giờ với cô là Miji. Biết con bé đang rất ngóng đợi lễ Giáng sinh của nhà trẻ thì cô hứa sẽ thuê một căn hộ ở gần đây để Miji có thể ở nhà trẻ đó thêm một thời gian nữa. Thầy có vẻ thuyết phục không được nên cô đành nói ra việc cô biết cả hai đang làm những công việc nguy hiểm nên không thể để con gái cho cả hai chăm sóc. Sau đó Kazuki với dây liền đi kể chuyện vừa rồi cho Kyu nhưng thật ra người gọi bà ấy tới chính là anh. Kyu đưa ra tấm ảnh hai người với Miji đã bị chụp tại nhà trẻ và cho biết kẻ theo dõi cả hai chính là Ogino làm cả hai chết lặng. Đây là một lời cảnh cáo tới cả hai từ tổ chức vì các phi vụ gần đây đều làm rất cầu thả nên họ đã điều tra ra. Cách tốt nhất để giữ an toàn cho cô bé là đem trả về với mẹ ruột. Dẫu sao chính tay cả hai là kẻ đã giết cha Miji nên nếu một ngày cô bé biết được sự thật thì phải làm sao. Và thế là sáng sớm hôm sau, Kazuki đã gọi cả Miji và dây dậy vì anh quyết định làm một ngày đi dạo phố để sau này không phải hối tiếc nơi mà anh dẫn đến là thiên đường cho trẻ con khiến Miji rất thích. Ba bố con chơi cùng nhau hết trò này đến trò khác. Thấy con bé chơi leo núi thì Kazuki cứ sợ nguy hiểm mặc cho nhân viên khẳng định đã có đồ bảo hộ hết sức an toàn, đến lượt dây thì leo vùn vụt. Chẳng bù cho Kazuki mới bước được bước đầu tiên đã bùn rùn chân tay. Kết thúc một buổi sáng chơi, cả ba đã đi ăn kem và Miji đã đút cho cả hai cùng ăn. Thấy Miji bị bẩn nên Kazuki đành bế cô bé ngồi lên đùi và chùi miệng cho cô bé. Miji cũng ước là có mẹ ở đây để ăn chung, Kazuki nghe vậy thì cũng chỉ biết xúc động. Anh nghĩ rằng có khi chính bản thân là người đã cướp đi hạnh phúc từ mẹ cô bé. Cả ba sau đó đi chơi game nhưng dây chiếm hết sân khấu nên Kazuki đành phải đốt tiền để đưa cô bé đi mua đồ. Đến tối thì cả hai đi đến vòng đu quay để chơi. Miji lần đầu được thấy thứ này. Cả hai nhớ lại giờ này năm ngoái dây có mang về một chú mèo thì Kazuki đã vứt nó đi. Vậy mà cuối cùng anh lại lôi về một cô bé để rồi cả ba đã có với nhau mót khoang thời gian thật sự vui vẻ. Kazuki chỉ muốn thấy cô bé được ăn bít và luôn mỉm cười giờ đây chỉ có một điều duy nhất cả hai cần phải làm cuối cùng đã lên đến đỉnh vòng đu quay miji vội gọi cả hai cùng nhìn ngắm quả thật thứ này đẹp đến nỗi khiến dây cũng phải khen nhờ có cô bé mà cả hai đã nhận được nhiều thứ hơn là mất cũng như được thấy những điều trước giờ chua tung thấy nhưng đã đến lúc phải tỉnh mộng món quà bất ngờ cuối cùng mà hai papa dành cho miji là có mẹ đón và đêm nay cô bé sẽ được ngủ cùng mẹ thế nhưng nhìn họ rời đi kazuki lại không cam lòng mà đuổi theo choàng cho miji một cái khăn hôm sau cuộc sống thường nhật lại trở về như xưa Kazuki hăng say làm việc nhà. Dây thì chơi game thâu đêm suốt sáng đến tận gần trưa mới ngủ. Bồn tắm là chỗ ngủ quen thuộc thì dây lại tình cờ thấy món đồ chơi của Miji. Kazuki vào dọn phòng mà cứ mải ngắm những bức ảnh cô bé đã vẽ, nhớ đến cái hồi ngày của cha. Miji đã vẽ nên tấm này để cảm ơn cả hai khiến anh lau nước mắt vờ như không quan tâm và tiếp tục làm việc. Một bữa trưa ảm đạm, một chuyến đi siêu thị mua sắm chán ngắt, thậm chí Kazuki còn quen tay mua ngũ cốc về để ăn sáng, ngồi tại công viên từ sáng đến chiều chỉ. Để nhìn ngắm bọn trẻ con nô đùa làm các bà mẹ xung quanh còn thấy khả nghi mà đòi báo cảnh sát. Thậm chí dạo này cả hai cũng rất hay xem các chương trình thiếu nhi và an toàn bim bim với bánh kẹo. Thiếu vắng Miji thì Kazuki cũng không thiết tha nấu ăn nữa. Dây cũng lâu rồi mới hút thuốc trở lại và chỉ mong sao Miji được ăn uống đầy đủ và có lẽ qua năm mới anh cũng sẽ chuyển về sống với cha. Căn hộ này anh cho Kazuki luôn nhưng Kazuki không nhận mà định sẽ chuyển qua thuê một chỗ nhỏ hơn, bởi nơi lớn như này sống một mình cũng cô đơn. Miji ở nhà được mẹ nấu cho món bít tết hamburger thì sung sướng lắm nhưng sao lần này khác với mọi khi bởi cô đã cố gắng làm việc để mua rau thịt đàng hoàng thay vì những thứ làm sẵn trước kia hai mẹ con cùng kể cho nhau nghe về những chuyện ở nhà trẻ kazuki tới tiệm xin kyu vẫn kiếm cho mình một việc để làm nhưng mà đợt này chưa có nhiệm vụ nào cả kyu ném cho anh một phần tiền từ karin trả lại để anh xài tạm lý do không đưa hết một thể vì tin chắc kazuki kiểu gì cũng sẽ tiêu sạch trong vòng một ngày jay cũng đã báo với cha sẽ chuyển về nhà sống và từ giờ sẽ theo ông học hỏi để làm chủ của gia tộc này miji ở nhà tập hát cho giáng sinh được mẹ khen làm cô bé rất vui và còn kể hai papa cũng toàn khen như vậy. Mizi thắc mắc biết bao giờ hai papa mới tới đón thì mẹ đã nói họ không phải papa thật của Miji. Cô bé liên tục kể về Kazuki và dây và còn muốn được sống chung với nhau khiến cô chỉ biết ôm chầm lấy Miji mà xin lỗi. Nhưng ngay lúc đó một vấn đề mới được phát sinh. Rằng cha của dây nhận ra anh vẫn chưa cắt đứt các mối quan hệ ngoài lề rằng sẽ có ngày những mối quan hệ đó sẽ cản nhân anh nên lão định sẽ xử lý hết thay cho dây. Anh cúi đầu cầu xin nhưng chính sự nhu nhược đó đã khiến ông quyết định phải loại bỏ Mizi ngay lập tức anh gọi điện cầu cứu Kazuki hãy tới chỗ của Miji, đồng thời cũng như thông báo với Kyu nếu có ở gần đó thì hãy bảo hai mẹ con rời khỏi căn nhà. Nhưng dường như đã quá trễ khi có mốt người nói là giao biểu kiện đến bấm chuông. Mẹ Miji ra mở đã lập tức bị ăn một phát đạn giữa bụng, cô gạt tay hắn ra và gắng gượng tiến vào trong phòng cố gắng bảo vệ Miji. Ngay lúc đó Kazuki mới lờ AODN cơ mà hắn đã tóm lấy khẩu súng của anh và đạp cho Kazuki bay ra một góc. Anh vừa lấy can dầu quăng ra chống trả rồi chĩa súng về phía gã, nhưng hình ảnh mẹ Miji bị bắn đã làm anh phân tâm, ngay lập tức hắn đã bóp cổ Kazuki và bắn một phát vào vai. Nhưng anh đã gọi điện cho cảnh sát và giơ bàn tay ra hiệu khẩu súng khiến rồi hét lớn gọi tên dây làm gã giật mình xoay người qua phía cửa. Chỉ chờ khoảnh khắc đó Kazuki chụp lấy khẩu súng nhắm thẳng mặt nhưng phản ứng của hắn rất nhanh né được đường đạn và dùng ngón tay chọc vào vết thương đè Kazuki xuống. Ngoài cửa đã bắt đầu có tiếng còi xe cảnh sát khiến hắn lập tức tẩu thoát ngay. Kyu cũng đã tới, Mẹ Miji đã nhờ anh hãy bảo vệ cho con gái mình nhưng Kazuki không đồng ý vì đó là trách nhiệm của cô. Anh hét lớn yêu cầu cô đừng có bỏ Miji lại một mình. Nhưng cô chút hơi thở cuối cùng, dù vô cùng đau lòng nhưng Kazuki phải cùng Kyu bỏ trốn gấp trước khi cảnh sát tới kịp. Anh tu khu trùng rồi băng kín vết thương lại sau đó tới nhà Kyu trú ẩn vì tổ chức không biết địa điểm này. Một lát sau dây cũng đã tới và vội vàng xem Miji có an toàn hay không. Lúc này Kyu mới xin lỗi cả hai vì anh đã đề nghị cha côn bé về với mẹ để rồi khiến cô chết oan cứ nghĩ mối quan hệ này kết thúc thì boss sẽ để yên nhưng ai ngờ lão muốn diệt trừ tận gốc nhưng dây cho rằng anh mới là người có lỗi đã khiến cô bé mất cả cha lẫn mẹ phương án lúc này kazuki nghĩ tới là xóa sạch mọi dấu vết của miji và làm như thể con bé đã chết rồi gửi đến một trại trẻ mồ côi ở thật xa va vinh viễn không dính dáng tới nữa nhưng dây muốn chăm sóc cho miji bởi trước đây chỉ biết trốn tránh đối mặt với thực tại và trốn chạy khỏi cha cuộc sống khi ấy không khác gì cái tượng đá biết thở nhưng giờ đây anh đã nhận ra bàn tay của người khác thật ấm áp cũng như cuộc sống có vô vàn những điều tuyệt vời Kazuki không đồng ý vì anh không muốn làm nên lụy tới Miji thêm nữa, nhưng dây khẳng định chỉ có cả hai mới có thể bảo vệ được Miji. Nhất định lần này khiến cô bé sống hạnh phúc làm Kazuki sực nhớ về người vợ quá cố cũng như những lời khuyên từ Karin. Đúng lúc DOMEG đã thức dậy ngó nghiêng xung quanh hỏi mẹ đâu, Kazuki bế cô bé lên và cho biết mẹ có chút việc nên ra ngoài rồi và từ giờ cả ba sẽ lại sống chung với nhau. Nhân tiện quay ra nói với dây đừng có lảng tránh việc đón con ở nhà trẻ nữa. Cũng như đặt lại luật lệ trong nhà, dây đã hiểu ý thì vui vẻ chấp nhận ngay nhưng điều luật khó khăn nhất là mỗi ngày chỉ được chơi game một tiếng. Cả hai thông báo với Kiu về việc muốn sinh ghi cái nghề chém giết này. Kể từ giờ không còn là cuộc sống giả tạo nữa mà sẽ trở thành một gia đình thực sự của Miji, mới sáng ra Miji đã hào hứng nhảy bổ lên người gọi dây dậy. Hôm nay dây cũng rất nghiêm túc muốn làm bữa sáng. Cả hai cùng nhau làm món bánh mì bơ trứng, Kazuki ăn thử và lần này đã duyệt cho món ăn là ngon. Đã một năm kể từ cái ngày đón Miji về vì đôi ủng của cô bé giờ đã chật. Trước khi ra ngoài trời, dây cũng không quên lấy khăn tay cho Miji. Tuyết phủ trắng xóa bầu trời và Miji đã vẽ hình ông già Noel ra trước sân. Vừa mới tới lớp cô bé đã thích thú khi thấy hình ông già Noel. Cô Anna hỏi đây mẹ cô bé có đến dự tiệc thì Kazuki phải đáp là mẹ cô bé đã đi tới một nơi rất xa làm Miji lộ ngay vẻ mặt buồn bã. Nhưng cô bé muốn nhất định hai papa phải tới và yêu cầu ngoắc tay hứa. Sau đó cả hai đi gặp Kyu, bàn bạc và nhận giấy tờ của Miji đã được làm giả. Tạm thời cảnh sát sẽ chưa tìm tới nhà trẻ nên Kazuki nói nếu cả hai có mệnh hệ gì thì muốn nhờ anh ta hãy đi mua quà Giáng sinh cho Miji nhưng anh ta muốn cả hai tự đi mà tặng trực tiếp. Hàng mà Kiu gửi tới là một bộ đồ ông già Noel để tối còn tham dự tiệc tại nhà trẻ. Cả hai từ nhỏ đã biết ông già Noel không có thật vì Kazuki thì mồ côi còn dây phải sống cuộc sống như địa ngục. Nhưng Miji vẫn luôn tin ông có thật nên cả hai phải bảo vệ ước mơ của con bé. Đây cũng là bổn phận của cha mẹ. Lần này dây muốn mặc đồ ông già Noel nhưng Kiu đã chuẩn bị tới hai bộ. Lúc đến dinh thự nhà dây, cả hai bị lục soát hết vũ khí rồi dây mới được vào. Anh nói Kazuki là cộng sự của mình nên muốn cho vào cùng nhưng chúng nó không nghe. Thế là Kazuki và dây đã quay ra đánh trả và xử gọn hết ba tên canh cửa. Cả hai vội lên xe phi vào trong thì quân lính bên trong đã rút súng ra xế liên tục về phía ô tô. Nhưng Kazuki vẫn cứ phóng mù, xe thủng cả đống và vừa kịp vào đến nơi là nó dừng hẳn, vừa mới mở cửa cả hai đã được tiếp đón nồng nhiệt bởi màn pháo hoa của tám tay súng. Kazuki cùng dây nén bom khói và roi nhớ những địa điểm bọn chúng đứng mà xế đạn. Kazuki đã đụng độ với kẻ nguy hiểm nhất, còn chưa kịp giơ súng lên hắn đã vung chân đá rồi đấm cho nằm một chỗ. Miji vẫn đang làm rất nhiều món trang trí vì muốn cho cả hai papa cùng xem. Cô bé tin chắc họ sẽ xong việc và tới vì đã xin ông già Noel. Dây đã lao tới từ đằng sau chặn được pha nổ súng của hắn, nhưng cú đấm của anh không trúng. Hai bên bay nhảy khắp hành lang và đấu súng với nhau. Hết đạn thì hắn lôi khẩu lục khác ra và muốn thu thập lời chăn chối của cả hai. Dây liều mạng phi tới phá cánh cửa và ngã ra bên ngoài. Đúng lúc bọn lính ban nãy đến sấy lia lịa. Kazuki vội kéo dây sang bên này thì gã kia đã chĩa súng về phía cả hai muốn nghe một lời chăn chối anh phải đánh lạc hướng bằng cách dùng lời chăn chối của mẹ Miji để dụ hắn theo. Gã bỏ qua dây luôn và cứ thế đuổi theo Kazuki. Vào phòng bếp anh ném cả đống thứ ra phía cửa nhưng chẳng trúng cái gì, đã vậy còn bị bắn trúng chân. Kazuki mới chịu nói lời chăn chối của mẹ Miji chính là gọi tên con gái. Gã muốn nghe lời chăn chối của Kazuki thì anh lôi ra một bình ga với bật lửa để có chết là chết chung. Nhân lúc sơ hở dây từ đằng sau vớ được con dao lao đến đâm nhưng hắn né kịp và còn đập cho anh hai cú, dây đã thành công sút bay khẩu súng. Và giờ thì hai người lao vào đánh tay đôi nhưng anh hoàn toàn lép vế hơn. Anh bị gã bóp cổ cho suýt thì chết thì từ sau lưng Kazuki đã đâm cho một nhát dao. Trước khi chết hắn vẫn cố vùng vẫy nhưng cuối cùng đã phải nằm xuống và trả giá cho những tội ác. Kazuki còn ném cái bật lửa vào thiêu dụi luôn cuốn sổ mà gã định tự ghi chép lời chăn chối của mình. Dây một mình tiến vào phòng cha và nói là muốn rời khỏi tổ chức nhung lão không đồng ý. Hai người cùng rút súng lên bắn nhưng ông ta là người trúng đạn vào giữa vai. Ông nói dù ông có ra đi thì những người còn lại của tổ chức cũng sẽ truy sát anh và những người thân của anh trước đây dây đã định xong mốt cuộc đời cống hiến cho tổ chức vì công việc bẩn thỉu này luôn tồn tại ở bất cứ đâu thế nhưng khi tách khỏi ông thì anh mới được mở mang tầm mắt từ một người bạn cùng phòng phiền phức suốt ngày cằn nhằn hơi ấm của ba người cùng nhau ngủ trên giường thay vì nằm ở bồn tắm cả việc chăm sóc trẻ con ốm rồi còn nấu nướng đồ ăn với chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ thế giới này tràn ngập những thứ anh muốn trân trọng đối với dây mối liên kết với kazuki và miji còn chặt chẽ hơn dòng máu sát nhân đang chảy trong người nếu chỉ vì dòng máu này cản trở mà không thể bảo vệ được họ thì thà anh tự hủy hoại cánh tay vô dụng của chính mình. Giờ đây dây đã không còn là cánh tay phải phục vụ cha nữa và quay lưng bỏ đi, ông ta giơ súng ra định bắn nhưng rồi lại không ra tay. Sau đó cả hai vội lên xe quay về nhà trẻ, tiệc giáng sinh đã bắt đầu. Cô Anna đánh đàn cho các con hát trên sân khấu, phía dưới là các phụ huynh quay phim chụp ảnh nhưng sao nhìn một hồi di chẳng thấy papa đâu. Đang rất buồn thì đột nhiên thấy họ vừa mới đến, cô bé đổi ngay thái độ cười lớn, kết thúc buổi biểu diễn. Cô bé đã lao đến ôm chầm lấy Kazuki mà đâu biết anh đang bị thương đầy người. Cả hai cũng nói cô bé hát to như vậy chắc chắn mama đã nghe thấy được rồi. Miji liền hét lớn lên cảm ơn ông già Noel vì món quà. 10 năm sau Miji đã lớn lên trở thành một nữ sinh trung học xinh đẹp. Kazuki xúc động phát khóc khi con gái không thành cái dạng hư đốn mà ngày xưa anh từng lo sợ. Nhưng anh có mà là dạng hư đốn thì có, do đêm qua lại đi chơi với mấy cô nào. Cả hai đã dựng nên tiệm ăn này để nuôi cô bé khôn lớn từng ngày tự nhiên con bé lôi cả hai ra ngoài cửa vì muốn chụp một bức ảnh gia đình và phim đến đây cũng là kết thúc